Hello, mến chào tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát ạ. Hiện tại ngày hôm nay thì Hảo đang ở trên trục đường Tân Thứ Hiệp 21, phường Tân Thứ Hiệp, quận 12 nha quý anh chị. Đây, hiện tại thì Hảo đang giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị một căn nhà. Đây, căn nhà của mình đây quý anh chị. Đó, nó là hẻm 6m nha anh chị. Hẻm 6m, xe tải vào nhà. Đây, trời đang tối quá. Đây là hẻm 6m nè quý anh chị thấy không? Đó, hẻm trước nhà mình là hẻm 6m, hẻm 6m đây, xe tải vào nhà đậu đổ thoải mái luôn quý anh chị. Đó, nhà thì anh chủ mình ảnh mới là sơn sửa lại, đề co lại rất là đẹp luôn. Rất chi là đẹp, vào ở ngay không cần phải sửa sang luôn quý cô chú anh chị ơi. Mà giá căn này thì chỉ có là 3.85 nè quý anh chị. Chỉ với 3.85, nhà có bề ngang 5m, dài 12m, vuông vức, một trệt một lầu, đổ bê tông cực kỳ kiên cố luôn. Gồm có hai phòng ngủ rất chi là công năng luôn quý anh chị. Đó, Hảo tổng quan trực tiếp cho quý chị coi nha. Khu vực phòng bếp ăn quý chị, cái này nè, anh chị thấy không? Đó, rất là rộng rãi. Phía trước này thì anh chị có thể là sắp xếp mình bố trí một cái phòng khách bên này. Đó, tùy ý anh chị. Phòng khách rồi tivi này kia, rất là rộng rãi luôn quý chị ơi. Còn bên này nè quý chị thấy không? Cầu thang lên xuống rất là rộng rãi và rồi dễ dàng. Bên này thì anh chị bố trí một cái bàn ăn, một cái bàn ăn luôn rất là đẹp. Đó, Hảo quay tổng quan cho tất cả quý cô chú anh chị cùng xem luôn. Chỉ với giá 3.85 thôi, khu vực này là rất là hiếm nhà bán quý anh chị. Đó, giá rất là rẻ luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây, nhà vệ sinh rồi rất là rộng rãi, rất là đẹp, cực kỳ công năng luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó, thấy không, rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ Hảo xin quay trực tiếp lên cái khu lầu 1 cho quý anh chị coi nha. Đây, cầu thang lên xuống rất là dễ dàng nè quý anh chị. Thiết kế rất là công năng luôn. Đó, chị coi nè, hệ thống phòng ốc mình rất là đẹp luôn. Chỉ với 3.85 thôi, có một căn nhà vào ở ngay quý anh chị. Nhà đẹp mới vào ở ngay. Thiết kế cầu thang rất là chuẩn, phong thủy 21 bậc rất là công năng quý anh chị. Đây, dành cho tất cả quý chị xem hai nhà vệ sinh nha quý anh chị. Nhà vệ sinh riêng biệt rồi, phòng ốc rất là rộng rãi, gồm có hai phòng ngủ hết, hai phòng ngủ rất là lớn luôn. Đây, phòng này là tầm cỡ là 15m² quý anh chị. Rất là đẹp. Phòng phía trước thì được cái là có ban công rất là rộng luôn quý anh chị. Diện tích nó là ngang 5 nha anh chị, ngang 5, dài 12. Nhà thì một trệt một lầu, bê tông cốt thép, chủ tự xây ở cực kỳ kiên cố luôn. Giá thì chỉ có 3.85 thôi. Đó, mở cửa ra ban công này, mát rơi rượi luôn. Buổi tối là đoán gió luôn. Khu vực quận 12 bây giờ chỉ với là 3.85 thôi mà có cái nhà mới đẹp vào ở ngay gì này thế này, còn đâu còn quý quý cái gì. Đấy, 3.85 thôi. Nhà mới đẹp vào ở ngay. Đường xe tải vào nhà quý anh chị, đậu đổ xe hơi thoải mái. Đó, cho tất cả quý cô chú anh chị xem nè, rộng rãi không, khu vực ở rất là dân trí luôn. Nãy hệ thống máy lạnh là đều đã được đi âm tường hết rồi, quý chị mua về là có máy lạnh ở ngay luôn, không cần phải là sửa sang gì hết, mới đẹp vào ở ngay. Quý cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Địa Phát dưới video cho quý chị. Rồi, Hảo xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo.